Hi, xin chào tất cả các bạn. Khoa đây. Mấy ngày rồi mấy anh em mình không gặp nhau ha. Hôm nay Khoa làm một cái chủ đề có liên quan đến một cái comment của một anh bạn ha. Ảnh đang thắc mắc, đang phân vân cái chuyện mà chế cái mạch đèn passing cho xe máy đó. Thì dựa trên cái nguyên tắc là dùng cái con relay và một con tụ để tạo thành một cái tín hiệu xung ha, một cái tín hiệu nhấp nháy để điều khiển cái đèn. Thì ảnh làm mãi mà ảnh làm không được, ảnh báo với mình là khi mà cắp đèn vào đó thì điện nó ra nó rất là yếu, đèn nó chạy rất là yếu ha, và nó có rất là nhiều cái trục trặc xung quanh cái vấn đề dùng cái relay và tụ để tạo thành một cái tín hiệu xung cho đèn hoặc còi để dùng passing hay dùng cái gì đó. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái chủ đề này và mình làm từng bước, mình chia sẻ chi tiết về cái nguyên lý của nó để cho thậm chí là các bạn không biết gì cũng phải nắm được cái cách hoạt động của nó, và nó là một cái cơ bản, nó là một cái tiền đề để cho các bạn dùng cái cơ bản đó sau này mình có thể chế những cái món đồ khác ha, không riêng gì cái đèn passing này ha. Ok, trước tiên thì mình cần có một cái con relay ha. Relay ví dụ như dùng trong trong hệ thống xe máy, xe ô tô gì đó, những cái loại xe hiện bây giờ thì nó xài điện 12V thì mình dùng relay 12V ha. Đi với relay là mình có một con diode nha. Cái con diode này các bạn cho nó vào hai cái chân của cuộn dây nha, hàng nó vào như thế này, mục đích là để cho nó dập cái xung mà phát sinh lúc mà điện nó ngắt á. Nó có một cái xung điện rất là cao, khi mà cái cuộn dây ngắt nó hồi ngược lại. Trước đây ví dụ như trước ở phía trước nó là một cái nguồn điều khiển hay là một cái mạch gì đó thì nó sẽ làm hỏng cái mạch đó, về lâu về dài cái nguồn điều khiển và cái mạch đó nó không có bền ha. Do thằng này nó có một cái, khi mà nó ngắt á, relay khi mà nhấp nhả đó, nó tạo ra một cái xung điện rất là cao, nó hồi ngược về. Cho nên á, để tránh cái tình trạng mà hồi ngược về đó thì các bạn hàng một cái con diode chỉnh lưu vào hai chân ha, chiều nào cũng được. Cái đầu trắng của con diode các bạn hàng ở bên nào mà các bạn gắn cực dương vào đều được nha. Rồi bây giờ để mình hàng vào. Bên đây mình sẽ để là cực âm, điện 12V âm 12V vào đây, dương 12V mình sẽ đưa điện vào đây. Hiện nay đó là cái chân cơm, cái chân ở giữa này nè, lúc bình thường chưa có điện á thì nó dính với cái chân thường đóng này, chân cơm này với chân thường đóng này nó dính với nhau. Điện âm mình đưa vào bên đây, điện âm mình đưa vào chân này, điện dương mình đưa vào chân này, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi điện dương mình đưa vào chân này có nghĩa là chân cơm nó cũng có điện dương đúng không? Chân cơm cũng có điện dương có nghĩa là chân này cũng được cấp điện dương. Đó, lý do tại sao không đưa dương vào chân này mà phải đưa dương vào cái chân tiếp điểm thường đóng này. Bởi vì ở đây mình sẽ dùng một con tụ để mình cho cái tụ nó xả, nó ngắt, nó tạo cái tín hiệu dao động cho cái con này. Tụ thì mình sẽ hàng như thế nào? Mình hàng âm tụ. Ở đây mình lấy cái con tụ lớn để cho các bạn dễ nhìn nha. Nếu mà các bạn dùng, các bạn có thể dùng một con 25V 1000mi thì nó nhỏ hơn tí ha, hoặc là 25V 470mi thì nó nhỏ hơn tí. Cái số mi này là như thế nào? 1000mi là cái tốc độ nhấp nháy nó sẽ chậm. 2000mi, 3000mi, 4000mi, 5000mi thì cái mi càng cao á thì cái tốc độ nhấp nháy càng chậm. Còn cái mi càng thấp, ví dụ như 470mi, 220mi á thì cái tốc độ nhấp nháy nó càng nhanh, nháy hoặc là nhấp nháy ha, là do số mi này quyết định. Còn cái số von này, là cái mức chịu đựng tối đa của một con tụ. Ví dụ bạn xài điện 12V thì bạn phải làm gì, làm phải cho con tụ này nó lớn hơn 12V, cái mức điện áp chịu đựng của nó ở đây là 50V. Có thể bạn có thể dùng 25V thì nó vẫn lớn hơn 12V vẫn được. Có thể các bạn dùng 16V thì nó vẫn lớn hơn 12V vẫn được. Nhưng mà thông thường thì các bạn nên dùng một cái con tụ có cái mức điện áp chịu đựng gấp đôi cái điện các bạn đưa vào thì nó sẽ bền thiết bị và nó sẽ an toàn hơn ha. Mình sẽ hàng như thế nào? Cái đầu âm tụ mình sẽ hàng vào bên cái cực điện mà tí mình cho điện âm vào, thì âm tụ mình sẽ hàng vào đây như thế này, và dương tụ mình sẽ hàng vào cái đầu bên dương của cuộn dây của relay đây, mình sẽ hàng như thế này. Bây giờ coi như đây là bước đầu mình tạo xong một cái phần dao động nha. Bây giờ mình sẽ cấp điện thử cho các bạn xem nè. Đó, cấp điện âm vào chân này và các bạn cấp điện dương vào chân thường đóng, thì chân thường đóng nó đã được, chân thường đóng lúc nào nó cũng nằm ở chân cơm nó cũng đưa qua chân thường đóng ha. Vậy thì lúc này chân cơm nó nhận điện dương, mà chân cơm được nối với một đầu của cuộn dây là dương, cho nên khi nó nhận điện nó sẽ đóng cái tiếp điểm bên thường đóng, nó sẽ đóng qua thường mở. Khi nó đóng qua thường mở thì lúc này chân cơm nó sẽ bị mất điện dương của dương nguồn cấp, nhưng nó vẫn còn điện dương của tụ âm tụ sẵn đây, nó vẫn còn điện dương của tụ nó xả ở đây. Thì sau một khoảng thời gian nhất định tụ nó xả hết điện. Khi mà tụ nó đã xả hết điện trên cái cuộn dây này thì lúc đó nó sẽ nhảy từ tiếp điểm thường mở về tiếp điểm thường đóng trở lại. Khi nó nhảy về tiếp điểm thường đóng trở lại thì lúc này tiếp tục tụ nó sẽ được nạp điện dương. Đó, thì nó cứ một vòng tuần hoàn như vậy.
nó sẽ tạo một cái dao động tắt mở tắt mở tắt mở tắt mở tắt mở. Khi này khi mà cái tiếp điểm thường mở này nó được đóng điện thì nó mang điện gì các bạn? Nó mang điện dương đúng không? Nó mang điện dương, dương này là dương của tụ xuất ra. Nếu mà các bạn ở đây các bạn lấy cái dương này nè, các bạn cấp cho thiết bị á, thì có thể các bạn có thể cấp được cho một cái bóng led với cái dòng rất là nhỏ thì có thể là bóng led nó sáng. Nhưng nếu các bạn lấy cái tiếp điểm này mà các bạn cấp dương cho một cái đèn công suất lớn thì không bao giờ được nha các bạn, bởi vì lúc này con tụ nó không bao giờ đủ điện để nó nuôi thiết bị. Ở đây con tụ nó xả ra một cái dòng điện rất là nhỏ, các bạn phải đưa nó qua một cái con trung gian, một là các bạn đưa nó qua một cái con relay khác, ok chưa? Con relay khác ở đây nó có cái nhiệm vụ á là nó nhận tín hiệu, nhớ nha, nó nhận tín hiệu của con tụ này đưa qua chân thường mở là tín hiệu dương. Đây, ở đây chân cơm hiện bây giờ nó mang điện dương mà, ở đây nó sẽ xuất ra tín hiệu dương nha. À, thêm cái này nữa, nếu mà các bạn muốn ở đây nó xuất ra tín hiệu âm thì sao? Nếu muốn ở đây nó xuất ra tín hiệu âm thì các bạn đổi con tụ lại, đổi ở bên đây là chân âm, các bạn đưa qua đây chân dương, các bạn đưa qua đây con diode, các bạn đổi lại thì ở đây nó sẽ xuất ra tín hiệu âm ha. Các bạn muốn cho nó xuất ra tín hiệu dương hay tín hiệu âm gì cũng được nha. Bạn muốn cho ra tín hiệu dương hay tín hiệu âm để làm gì? Nếu các bạn dùng để điều khiển một con relay thì các bạn muốn cho nó ra âm hay dương gì tùy ha. Nhưng nếu để các bạn điều khiển tiếp tục nè, các bạn điều khiển một con transistor hoặc một con MOSFET thì các bạn phải cần lưu ý là ở đây nó xuất ra tín hiệu âm hay tín hiệu dương. Nếu mà ở đây xuất ra tín hiệu dương thì các bạn phải dùng con transistor nghịch NPN và con MOSFET kinh N ha. Còn nếu ở đây nó xuất ra tín hiệu âm thì các bạn phải dùng con transistor thuận hay là con MOSFET kinh B là BNB nha, thì mới chạy được. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ là con transistor nghịch hoặc là con MOSFET kinh N là những cái loại mà thông dụng, những cái loại mà thường dùng. Thì nếu mà mình dùng con nghịch thì ở đây mình phải đưa ra tín hiệu dương, cho nên mình làm cái sơ đồ cái cấu trúc mạch như thế này là để cho nó xuất ra tín hiệu dương. Rồi bây giờ trước khi nói đến MOSFET và transistor mình sẽ nói đến một con relay ha. Thì ở đây nó sẽ cấp ra một cái tín hiệu là tín hiệu dương của cái mạch này, đây gọi là cái mạch nháy, nó kích ra tín hiệu dương cho thằng này ha. Thì bây giờ thằng này nó sẽ được nhận một cái chân âm nguồn nữa, thì khi mà nó có tín hiệu, nó có điện vào thì thằng này sẽ đóng. Khi thằng này nó đóng rồi, các bạn đưa cái nguồn điện trực tiếp vào để cho nó cấp điện cho đèn chạy. Bây giờ mình sẽ thử nha. Rồi mình đã hàng tiếp một cái con relay thứ hai vào ha các bạn. Thì đây là cái cổng tín hiệu dương ra, mình cho qua một cực của relay ha, là một cực của relay là nó nhận tín hiệu dương ha. Đây dây màu đỏ ngắn nè. Rồi còn cực còn lại của relay thì mình cho nhận điện âm nguồn nãy mình cấp vô đây, thì mình hàng một dây qua đây thôi, tí âm nguồn mình kẹp vô đây ha, âm nguồn kẹp vô điểm này thì âm nguồn qua đây. Thì lúc này relay thứ hai là relay tải nha, mình cho nó nhận âm nguồn và tín hiệu dương thì lúc này relay nó sẽ đóng. Nó đóng thì khi này mình cho cái cổng cơm của cái relay thứ hai nó nối với lại cái âm nguồn, thì khi relay thứ hai nó đóng nó sẽ cấp âm nguồn cho cái cực, cho cái tiếp điểm thường mở ha, hoặc là tiếp điểm thường đóng ha. Rồi đây là về lý thuyết, bây giờ mình sẽ cấp điện thử cho các bạn xem. Đây mình có một mớ bóng đèn, mình ví dụ cho tải bao nhiêu cũng được hết á, tại lúc này á tải nó không phụ thuộc vào cái điện của cái thằng tụ này. Tải này nó không phụ thuộc điện của thằng tụ nha, tải này nó chỉ ăn là nó ăn điện nguồn cấp á. Thì ở đây nè, dương của tải nè, mình cho vô dương của nguồn cấp nè, chân dương nguồn cấp là 12V ha. Thì cái nguồn cấp hồi nãy là mình ở cái con relay thứ nhất đó là mình cấp nguồn dương vào đây nè, thì hai sợi dây này mình cho chung thôi ha. Đây nè, mình cấp nguồn dương vào đây nè, là dương nguồn ha. Còn âm của tải, dây âm của tải nè, thì mình đưa vào một trong hai chân này thôi, dương nguồn vào đây đúng chưa, dương nguồn vào đây ha, âm nguồn mình cấp vào đây. Đó, rồi bây giờ là relay nó hoạt động rồi nha. Rồi bây giờ mình lấy cái chân âm này nè, mình cấp vô một trong hai cái tiếp điểm thường đóng hoặc thường mở của con relay thứ hai này, các bạn xem chuyện gì xảy ra. Nó gần như là nó không nháy, nó nháy rất là ít, nháy rất là ít ha. Rồi mình đưa qua cái tiếp điểm thường đóng thì nó lại có chuyện gì xảy ra, nó có nháy nhưng mà cái mức độ sáng nó không cao. Đó, mức độ sáng không cao ha. Rồi vậy thì ở đây mình xử lý vấn đề này như thế nào? Lý do là khi mà cái chân tín hiệu của con relay thứ hai này là cái dây màu đỏ ngắn này nè, nó đưa qua đây đó, tất cả dung lượng của cái tụ này nè nó xả qua đây, nó xả quá nhanh thì gây ra cái tình trạng á là thằng này, cái thằng relay thứ hai nè, nó ngắt cũng quá nhanh, nó đóng ngắt cũng quá nhanh.
gây ra cái tình trạng là sụt áp trên thiết bị tải. Rồi thì để giải quyết cái tình trạng này như thế nào, rất đơn giản nha các bạn. Mình hạn bớt dòng đưa qua cho này. Hạn bớt dòng bằng cách nào? Mình dùng, lúc này mình dùng con điện trở. Bạn có thể dùng con điện trở 100 ohm hay là 200 ohm tùy ha. Ở đây mình dùng, mình có con 200 ohm thì mình dùng con 200 ohm ha. Mình lấy con điện trở mình nối giữa hai cực này với nhau để cho nó hạn bớt dòng lại, có nghĩa là để cho cái dòng điện nó chảy qua nó giảm bớt, thì có nghĩa là cái con này nó sẽ chậm cái tốc độ đóng ngắt lại. Rồi bây giờ mình thử nha. Lúc này nếu mà nghe bằng lỗ tai thôi đó thì mình đã nghe thằng này nó chậm hơn một tí rồi. Rồi bây giờ mình đưa nó vào, mình đưa cái chân âm vào tiếp điểm đây. Mình đưa trước vào tiếp điểm thường mở. Đó, các bạn thấy nó nhấp nháy rõ ràng chưa? Và nó full hết công suất nha. Rồi, mình lấy cái chân âm này, mình đưa nó vào tiếp điểm thường đóng. Đó, bạn thấy chưa? Full công suất luôn ha. Đó, rồi, vậy là coi như thành công nha các bạn. Rất đơn giản ha. Rồi, tiếp theo, cái vấn đề tiếp theo là các bạn nhìn cái chân thường đóng và chân thường mở này. Khi các bạn cấp điện vào, cái tải của các bạn, cái dây âm tải nè, nó vào chân thường đóng hay chân thường mở là nó có hai chế độ khác nhau. Nếu các bạn để ý các bạn sẽ thấy ở cái chân thường mở của con relay thứ hai này nè, thì cái đèn này đó nó sẽ sáng, cái thời gian sáng nó dài hơn thời gian ngắt. Và nếu mà các bạn nối cái chân, nối cái dây âm này qua tiếp điểm thường đóng đó, thì cái thời gian ngắt nó sẽ dài hơn cái thời gian sáng nha. Bây giờ mình làm lại cho các bạn xem nè. Nó sáng nhiều hơn các bạn thấy không? Và nếu mình đưa cái dây này qua cái tiếp điểm thường đóng thì cái thời gian tắt nó sẽ dài hơn cái thời gian sáng. Đó. Rồi, ok. Vậy là xong nha các bạn. Bây giờ mình kết luận lại cách làm mạch passing khi mà các bạn sử dụng hai con relay là các bạn cho một cái con điện trở 100 cho tới 200 ohm vào cái chân tín hiệu ra của cái relay thứ nhất và cái relay thứ hai ha, để cho cái con điện trở này tác dụng của nó là hạn bớt dòng chảy của cái tín hiệu lại, để làm chi? Để làm cho cái con relay thứ hai nó đóng ngắt chậm hơn, cái tín hiệu đóng ngắt của nó nhận tín hiệu chậm hơn. Thì khi nó đóng ngắt chậm như vậy á, nó sẽ đảm bảo nó sẽ không bị sụt áp của tải, không bị sụt áp đầu ra nha. Rồi ok. Còn á, các bạn muốn nó nháy nhanh hơn nữa thì thay vì con 1000 mi này là con tụ 1000 mi, các bạn đổi con 470 mi thôi. Bây giờ mình đổi luôn cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ kết thúc cái phần mà đóng ngắt bằng relay, mình sẽ chuyển qua cái phần đóng ngắt bằng transistor và đóng ngắt bằng MOSFET. 470 mi thì mình nghĩ nó thích hợp làm cái đèn passing hơn là cái con 1000 mi này ha, bởi vì tốc độ nháy nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn không hài lòng nữa thì các bạn có thể đổi con 220 mi. Đó, tốc độ nháy nó nhanh hơn rồi đó. Tiếp điểm thường mở đây. Tiếp điểm thường mở thì thời gian sáng nhanh hơn. Ủa, lâu hơn thời gian tắt. Tiếp điểm thường đóng thì thời gian sáng nhanh hơn. Thời gian tắt nhiều hơn. Đó là 470 mi ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình qua một cái vấn đề khác, là làm cái mạch passing mà không qua cái con relay mà qua một cái con transistor nha. Transistor. Ở đây mình lấy con tiếp 41C. Nó cũng đóng cái vai trò là một cái công tắc như cái con relay thứ hai này. Con transistor hay con MOSFET cũng như vậy nha các bạn. Nhưng mà cái thằng này nó hoạt động thì không có tiếng, không có âm thanh ha. Nó không có tiếp điểm cho nên là cái độ bền nó sẽ bền hơn. Nguyên tắc của nó cũng là vậy. Mình nếu mà mình các bạn dùng cái con transistor khác á, nếu các bạn dùng một cái con transistor mà nhỏ đó thì có thể nó đánh công suất nó đánh không được nha các bạn. Ví dụ như con C1815 nó có cái công suất của nó tải có, để coi, C1815 là 200 mấy miliampere đó. Thằng này hồi nãy nó là gần cả ampere nè. 0.8 0.9 gần 1 ampere đó. Khi mà cái tải này nó chạy đó thì con C1815 không được, con S8050 cũng không được, con A1015 cũng không được. Tại vì mấy con đó nó chịu tải rất là thấp, hầu hết là dưới 1 ampere. Mình dùng con tiếp 41 này thì nó chịu tải được 6 ampere nha các bạn. Các bạn có thể dùng con tiếp 41 hoặc là con D78 ha, nó chịu cái dòng tải cao hơn. Thì về nguyên lý là sao? Nguyên lý là cái con transistor này nó sẽ nhận tín hiệu của con relay thứ nhất này bằng cái dây tín hiệu màu đỏ ngắn ở đây, y chang như nãy giờ. Mình cấp cái dây tín hiệu này qua trong relay thứ hai thì mình không cấp, mình cấp qua cho con transistor ha. Thì nó cấp qua transistor thì nó có chân B, chân C và chân E. Cái này các bạn có thể search datasheet nha. Đây, mình cắm vô cho các bạn xem. Con này tiếp 41 nè.
Đó, chân 1 là chân B, chân 2 là chân C và chân 3 là chân E ha. À, độ khuếch đại của nó là 437 ha. Này là con transistor NPN. Rồi. Các bạn không có thiết bị này thì các bạn lên Google các bạn search tiếp 41. Ở đây mình xài con tiếp 41C, nó chịu được 100V. Tiếp 41 datasheet là ở trên Google nó sẽ ra. Nó ra coi con này nó cái chân của nó chân cẳng như thế nào, vậy thì B, C, E. Chân B sẽ là chân nhận điện áp dương, nhận tín hiệu dương. Tín hiệu dương là tín hiệu từ này xuất ra dương nè. Chân E ngoài cùng bên phải sẽ là nhận âm nguồn. Và lúc này chân C nó sẽ xuất ra âm nguồn để nó nuôi thiết bị. Rồi giờ mình hàng vô cho các bạn xem nha. Chân B, chân C và chân E ha. Chân E đưa về âm nguồn. Chân C đưa ra tải. Và chân B các bạn đưa vào dương của tín hiệu dương ha. Ở đây mình hàng một cái con trở hạng dòng để bảo vệ cái con transistor này. Con trở ở đây mình đang thử là con trở 1 kg ha. Lúc nào dùng transistor các bạn cũng phải dùng con trở hạng dòng nha các bạn. Rồi. Ở đây mình cấp điện dương cho tải nè. Âm tải là nhận nhận âm nguồn từ transistor đưa qua. Âm nguồn nè, vô chân E của transistor nè. Khi mà chân chân B của transistor nhận được tín hiệu dương thì chân B nó sẽ mở thông chân E và chân C, thì lúc này điện âm nguồn từ chân E nó sẽ chảy qua chân C, E chảy qua C và nó xuống thiết bị ha. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho các bạn xem nha. Các bạn thấy đèn nó gần như là nó không có nó nháy, nhưng mà tốc độ nháy nó rất nhanh ha. Đèn nó nháy nhưng mà nó nháy rất nhanh nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình thay vì có cái con trở 1 kg này, mình sẽ dùng cái con trở 10 kg xem nó như thế nào ha. Đây, và mình đã đổi qua con trở 10 kg. Bây giờ mình cấp điện cho các bạn xem. Con trở 10 kg thì do con trở 10 kg nó sẽ cản dòng nhiều hơn, cho nên cái tụ này nó sẽ xả chậm hơn và tốc độ nháy nó cũng sẽ chậm hơn ha. Rồi vậy là tốt. Nếu các bạn dùng transistor thì các bạn có thể dùng trở để các bạn tăng giảm cái tốc độ nháy nha. 10 kg thì nháy chậm quá. Còn 1 kg thì gần như là không nháy, nháy nhanh quá. Cho nên mình thế con 4 kg 7 vô đây ha. Mình nối con 4 kg 7 giữa chân tín hiệu dương và chân B các bạn xem nha. Đó. Tốc độ nháy này coi như là ok, mình thử là coi như thấy nó vừa, nhưng nó còn một cái tình trạng là giữa sáng và tối nó chưa có phân định rõ ràng. Nó còn lu mờ, nó sáng lên nó mới mờ từ từ nó mới tối. Đó, các bạn thấy giữa sáng và tối nó chưa có rõ ràng không? Thì để khắc phục cái vấn đề đó, mình tạo ra một cái đường dập tín hiệu cho nó. Có nghĩa là khi mà nó vừa nhận được tín hiệu từ đây là cái tín hiệu đó nó mất ngay lập tức. Bằng cách đó, ở đây mình hàng cho nó vào một cái con trở nè, mà mình mới hàng có một chân thôi. Mình hàng vào cho nó một con trở 1 kg nha, giữa chân B và chân E. Thì khi mà chân B vừa nhận được tín hiệu đó thì nó sẽ có một cái dòng điện từ chân B nó dập sang E, là nó mất luôn tín hiệu, nó cắt, nó ngắt liền tín hiệu của cực âm ra. Ở đây mình hàng con trở 1 kg nè, bây giờ mình hàng con trở, mình hàng đầu còn lại vô chân E các bạn xem nha. Xem nó thay đổi như thế nào nè, so với lúc hồi nãy. Đó, hàng trở 1 kg vào rồi ha. Đó, các bạn thấy giữa sáng và tối nó phân định rõ ràng chưa? Đó, sáng là sáng hẳn, tắt là tắt luôn, tắt hẳn luôn. Bằng cách là hàng thêm một con trở 1 kg giữa chân B và chân E. Rất đơn giản ha, vậy là xong vấn đề làm cái mạch passing với con transistor ha. MOSFET và transistor về nguyên lý nó như nhau nha các bạn. MOSFET nghịch, MOSFET NPN đó, thì ở MOSFET nó có 3 chân nè. 3 chân nó được xếp theo thứ tự là GDS, tương ứng với lại giống như con transistor là BCE. Thay vì transistor là BCE thì MOSFET nó nè G, D và S ha. Chân 1 là G, chân 2 là D, chân 3 là S. Rồi. Thì ở MOSFET này nó như thế nào? Các bạn cứ nhớ y chang transistor, chân G là cái chân B của transistor, nó sẽ nhận tín hiệu. Chân E là chân chân S của con MOSFET, tương tự với chân E của con transistor, là cái chân nhận điện áp. Và cái chân giữa của con MOSFET là chân D, là cái chân giống như transistor, là chân C, là chân mà các bạn đưa ra thiết bị tải. Tương tự như vậy. Rồi, giống transistor chỗ nào nữa? MOSFET nghịch NPN thì chân B, chân G của nó, chân G của nó, chân nhận tín hiệu của nó là nhận tín hiệu dương. Được chưa? Nhận tín hiệu dương. Chân S của nó là chân ngoài cùng bên phải, nhận điện áp âm. Và chân D của nó là chân chính giữa, đưa ra điện áp âm cho thiết bị tải. Đó. Còn đối với con MOSFET BNB, MOSFET kinh thuận, thì là chân nhận tín hiệu của nó là nó nhận tín hiệu âm. Nhận tín hiệu âm. Và chân ngoài cùng bên phải của nó, chân S
thì sẽ nhận điện áp dương và nó sẽ cấp, nó sẽ đi dương ra chân D để cấp dương cho thiết bị tải. Rồi tương tự y chang như là con transistor thuận hay nghịch thôi ha. MOSFET nó chỉ thay vì transistor là BCE thì nó là GDS thôi, nhưng mà nó tương đương ha, nó giống nhau. Nhưng nó có khác ở một số, nó khác ở một số thứ. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mình tiến hành mình làm cho nó nha. Ở MOSFET này các bạn lưu ý là ở giữa chân thứ nhất và chân thứ ba, mình tạm gọi vậy đi cho các bạn dễ hình dung, giữa chân thứ nhất và chân thứ ba. Các bạn luôn luôn phải hàng cho mình một cái con trở khoảng 10 kg nha. Cái con trở 10 kg để cho nó dập mát. Nếu các bạn không hàng con trở 10 kg coi như MOSFET này nó sẽ tự dẫn, không cần một cái chân tín hiệu nào kích hết á, nó sẽ tự nó dẫn luôn, nó sẽ tự đưa điện đi luôn. Nếu mà có một cái con điện trở ở chân thứ nhất và chân thứ ba, có nghĩa là chân G và chân S á, có con điện trở 10 kg đây, nó sẽ dập mát, nó sẽ dập cái tình trạng đó nha. Các bạn cái chân tín hiệu dương là cái dây ngắn nè. Các bạn cho qua con trở 1 kg ha. Con trở 1 kg rồi các bạn mới cho vào chân G của con MOSFET. Được chưa? Rồi, chân S của con MOSFET các bạn cho nhận điện áp âm đây. Dây âm đây, âm nguồn đây ha, âm nguồn đây. Và khi mà cái chân G nó nhận được cái tín hiệu dương, nó đi qua con trở nhận được tín hiệu dương thì nó sẽ mở thông chân D và chân S với nhau. Lúc này cái chân tải của thiết bị, cái chân ra tải thiết bị là chân D, nó sẽ được nối thông với chân S, nó sẽ được nối thông điện âm qua đây ha. Âm từ đây nó sẽ chạy qua đây, nó cấp cho thiết bị. Tương tự như vậy, giữa hai chân G và chân S các bạn cho một con trở 10 kg ha. Nè, hàng con trở 10 kg vào nè. Thấy không? Đó, hàng trở 10 kg vào nha. Rồi bây giờ mình cấp điện cho các bạn xem thử. Đó. Nó ra full tải luôn ha các bạn. Nó ra rất là đẹp ha. Nó, cái ánh sáng của nó và cái độ tối của nó cái thời gian mà nó nhấp nhả nó rất là dứt khoát, rất là mượt, nó không có bị tình trạng mờ dần giữa sáng và tối ha, như là con transistor. Bởi vì sao? Bởi vì cái con MOSFET này nó ăn điện áp chứ nó không ăn dòng. Còn con transistor nó ăn dòng. Nó ăn dòng có nghĩa là sao? Khi mà có cái dòng điện chạy qua và con tụ nó xả dòng điện chạy qua thì dòng điện nó sẽ giảm dần từ từ. Là do con này nè. Con này nó xả dòng qua mà. Nó ngậm, con này là cái con chứa dòng. Nó sẽ ngậm dòng và nó xả qua đây. Thì trong lúc nó xả qua đây, thằng này cấp nguồn cho tải. Tải nó sẽ ăn điện và thằng này nó mất dòng từ từ. Mất dòng từ từ thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian nó mờ từ từ. Và sau đó cái con này đóng lại, nó lại điện cao lên, nó lại cấp một cái dòng khác cao lên và nó mờ từ từ. Còn riêng về cái con MOSFET này á thì nó không ăn dòng mà nó ăn điện áp nha các bạn. Khi đủ điện áp cấp cho nó là nó dẫn thông. Sáng rực lên. Khi mà điện áp bị tụt, khi điện áp tụt mất vôn thì là nó ngắt ngay lập tức, thằng này ngắt dẫn ngay lập tức. Đó là cái cách làm việc của con MOSFET nha các bạn, nhớ nha. Giữa MOSFET và transistor, nếu các bạn dùng để làm công tắc thì tùy vào cái mình cần làm cái gì đó, mình cái chức năng mình cần làm cái gì đó thì mình biết mình nên dùng là MOSFET hay là transistor nha. Hôm trước mình có nhận được một cái comment đó, là có bạn hỏi là nếu mà dùng cái relay này đó, dùng cái relay để dùng cái con relay đó mà để tạo ra cái tín hiệu dao động á, tắc mở đó, thì trong cái con relay này nó có cái tiếp điểm, nó đóng ngắt một thời gian nó sẽ không có bền mà nó có âm thanh rất là bực bội. Khi mà nó đóng ngắt nó kêu cốc cách bực bội lắm. Thì mình có cách nào để mình tạo ra một cái mạch dao động mà không có dùng con relay này hay không? Đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa, mình dùng như thế nào á, mình dùng cái con tụ ở đây không cần lớn, không cần to, mà mình có thể tăng được cái thời gian nhấp nháy chậm thật chậm hay không. Có nghĩa là ví dụ nó sáng lên cái lâu thiệt lâu nó mới tắt, rồi lâu thiệt lâu nó mới sáng lại, có nghĩa là tốc độ thật chậm đó. Thì dùng cái con tụ này là không khả thi nha các bạn. Nếu mà muốn mà cái thời gian mà nhấp nháy của nó thật là chậm như vậy đó, các bạn phải dùng một cái con tụ lớn lắm. Thì gộp những cái ý kiến đó thì mình sẽ làm một cái version thứ hai vào một vài ngày kế tiếp, là sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm mà tạo tín hiệu dao động không bằng con relay này ha, bằng một cái cách khác. Thì cái cách đó mình sẽ dành ở một cái video tiếp theo để gửi đến các bạn nha. Vậy là xong. Vậy thì mình mong rằng cái video hôm nay mình sẽ giải quyết được vấn đề về chế cái mạch passing cho còi, cho kèn hay là cho cái đèn của các bạn ha. Rồi nãy giờ video cũng khá đầy đủ rồi ha. Mình không có chia sẻ hay là hướng dẫn các bạn câu cá. Mình chỉ chia sẻ cách thức để cho các bạn tạo được một cái cần câu thôi ha. Một cái cần câu thật là căn bản, để cho từ đó các bạn muốn câu loại cá gì thì các bạn câu nha. Rồi ok, video cũng khá đầy đủ rồi ha. Mình xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Nếu thấy clip hay thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh, bấm vào nút chuông để bật thông báo và đừng quên bấm like, share cũng như đóng góp ý kiến ở phần bình luận bên dưới để ủng hộ tinh thần cho mình làm tiếp những clip mới ngày càng hay hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn.
Love you.